Rồi, shop được cô anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 4, em sẽ lên kỳ là 212 nha anh em. Thì kỳ 212 này thì em chỉ lên là máy thôi. Thì chỉ có là hai cái bộ cần Ikeda nè. Nên là em ghép hai bộ cần, một bộ cần là 1,5 m và một bộ cần là 1,8 m nha. Hàng carbon hết nha anh em. Thì được hai con máy Ikeda nhỏ rọn nè. Nói chung em ghép bộ cho anh em chơi luôn. Được con máy Ikeda có thắng cọ kìa, có tay cọ kìa. Con này là anh chung hàng hiếm nha anh em. Chút nhanh thì còn ha. Anh em vừa chơi vừa sưu tầm. Đó. Thì hôm nay thì do nhu cầu máy cổ của anh em cũng rất là nhiều nên em tuyển được bốn con máy cổ cho anh em chơi nè. Đó, máy cổ là cối trong cái cối cho nằm trong máy ha. Đó, cối nằm trong. Có gì đi. Được một con đây qua SS 800 và một con SS là 5,000. Đó, SS 5,000 đó thì con đó cái tay nó bị lai rồi. Đó, thì em để cho rẻ lắm. Đây, máy hôm nay cũng size to, hôm nay là size to nhiều ha. Xe to ở trên nè, con máy này đẹp nè, thấy không? Con này trợ lực nữa nè, ở trên được con có nông emblem và ben luôn. Đó, hôm nay thì chỉ có 16 món thôi, tranh thủ nha anh em, gần lễ rồi, còn 2 ngày nữa là tới lễ rồi, thì mình tranh thủ mình chốt sớm để có hàng sớm để chờ lễ nha anh em. Rồi, phí ship mặc định của bên em là 30.000 một đơn nha, tất cả hôm nay là 30.000 một đơn hết. Anh em là chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Đó, hai đơn trở lên mới miễn phí ship nha nè. Một đơn là miễn phí ship, nói chung là hơi căng tại vì hàng em bán là em tuyển cho anh em là nói chung là từng con hết, từng con máy, từng cây cần hết em tuyển cho anh em để anh em chơi đó. Rồi ok nha anh em, lên hàng nha. Đây, bộ đầu tiên là một bộ cần Ikeda, cái này là nó câu màu màu cám anh em, chín rồi cháy nó hơi dơ á, giờ anh em vệ sinh lại xíu. Đây nó quấn mây nè, thấy không, mấy Nhật có làm nó quấn mây nhìn rất là đẹp luôn nè. Đây là dây mây nha, ở đây cái bát là quấn chỉ nha, rồi cái này là bát là vũ si luôn. Thì con máy là một con máy, thôi cái cần trước đi ha, cái cần là một cái cần này là dòng nội địa Nhật nha nè. Đây anh em thấy cái độ sáng gân của nó không, carbon chuẩn carbon ha, sáng gân là sáng gân nổi luôn nha nè. Đó, chân gần nổi, bát là bát Fuji, khoen cũng là Fuji luôn. Đây, cái cần này nói chung độ mới rất là cao, không thiếu anh em một khoen nào luôn nha. Độ chuẩn zin là còn 1,8 m luôn, không bị mất đọt, không hao hụt luôn ha. Đây, cái đọt ở đây nó quấn chỉ nè. Nó quấn chỉ cái đọt cho anh em nè. Đây. Đó. Thì Ikeda thì không có bu nha. Đó. Đây, cái độ dẻo của cái đọt nè. Thấy không? Đây. Rất là dẻo nha anh em. Đó. Rồi, tới con máy nha. Con cái cần này là một dài 1,8 m ha, cái hãng của nó là dòng nội địa nha. Dòng Red Carbon Red 1,8 ST. Hãng là hãng Ritcha gì đó. Đây thông số thì nó đầy đủ hết 1,8 m nè. Xích tên là 2 khúc. Cái này là gấp khúc nha. Cái thể loại này là gấp khúc nha anh em. Đó, anh em câu xong anh em mở cái nắp ra. Anh em đút cái đọt vô cái cần ha. Đó, đút cái đọt vô cái cần này thì anh em bảo quản cái đọt nó sẽ tốt hơn. Đó. Nè. Đây, anh em đút vô. Anh em bảo quản cái đọt nha. Em đút vô luôn. Anh em để ngoài thì nó có sợ nó bị cắn mà gãy đọt anh em. Thì một con máy hay con máy này thì khá là nhiều anh em biết rồi. Đây, cái tay là Fuji Talit chắc không rỉ. Đây. Thì con này là một con Daiwa Viking GS66 thấy không? GS66 rất là nhỏ gọn nha anh em. GS66 đổi tay trái phải được, em đã đổi bên trái cho anh em rồi ha. Em đã đổi qua bên trái cho anh em rồi, anh em câu nó trả ngược nè, chống trả ngược bên trái nè ha. Nó có nút xả bon luôn ha. Đây, nút xả bon, anh em bấm vô là trừ xả nha. Đó. Rồi anh em muốn mà xả chậm đó thì anh em nhấn cái này, nó chậm lại nè. Đó, thấy không? Nó để cho anh em khi mà anh em xả dây á, tránh cái nó tránh nó nhanh quá nó gói dây cho anh em. Đó. Đây. Nè, chế độ nè, hai chiều nè. Nó hai chiều. Một chiều nè. Đó. Đây, máy quay siêu mượt luôn ha. Đó thì con này cái cối nó bị nước biển ăn ha, nhưng không quan trọng nha nè. Anh em vô dây là nó che hết rồi. Đây cối nó bị nước biển ăn mòn nè ha. Nó bị chóp lớp xi thôi, nước biển chóp lớp xi thôi chứ không có mòn vô cái tới cái thịt của nó. Đây. Đây anh em mở cối ra. Bấm cái này vô. Đó ha. Anh em thấy cái bộ đồ lòng của nó đồ sộ không? Đây. Nè, cái nhông nè, thấy không? Câu anh em nói chung bộ này câu biết chừng nào mà nó hư cái bộ nhông này. Đấy. Máy quay thì siêu mượt rồi. Ha, thì bộ này có giá là 1,4 triệu nha anh em. Bộ này là giá là 1,4 triệu. Ha, cần giờ máy luôn.
bộ Ikeda cho anh em. Anh em là chưa có bộ Ikeda chơi hàng bãi á, thì anh em lấy bộ này là chuẩn hàng bãi luôn, càng Nhật hết nha. Máy là máy đại qua Nhật luôn nha anh em, da ben luôn. Đó, 1.4 bộ này, bộ số 1. Đây, bộ số 2. Bộ số 2 là một cây cần Ikeda của hàng hãng là Nissin. Nissin của Nhật luôn ha. Đây, Nissin nè anh em. Trồng ớt ớt carbon luôn ha. Đó, dài 1,5 m nha anh em. Cây này dài 1,5 m. Cây này thì đặc biệt là nó có cái bu cho anh em luôn. Đây, cây này đặc biệt là nó có làm cái bu cho anh em luôn này anh em. Thấy không? Đó, nó gắn cho anh em cái bu luôn. Đây. Thấy không? Thì đây, độ dẻo của nó. Ha. Đó. Đây. Con máy thì rất là ok rồi. Cây này cần Nissin, cây cần này cần Nhật luôn. Con máy là con máy Olympic, Ikeda Olympic nè. Con này nó, con này đổi tay trái phải được luôn nha anh em. Đây, em đã đổi bên trái cho anh em rồi nè. Nè, chống đau ngược bên trái nè, máy rất là mượt luôn ha. Đây, chống đau ngược bên trái nè, quay chế độ 2 chiều nè. Đó, 2 chiều nè, nè, chống bên trái nè. Con này em chỉ cho anh em nó đổi tay luôn ha. Anh em nào thuận tay phải á, thì anh em mở hai con ốc này thôi. Anh em đổi hai con ốc này sang ha. Đảo ngược nó là lấy con ốc này qua đây, con này qua đây là anh em sẽ đổi tay được thôi. Thì ngược lại, muốn đổi về tay trái thì làm ngược lại thôi ha. Đó, anh em chỉ mở hai con ốc này thôi. À, hình như cái này là chỉnh bon nữa hay sao á. Nè cái này nè. À, cái này anh em lấy vít vô anh em chỉnh thử coi có phải là chỉnh bon không ha, hay là chỉnh nặng nhẹ con máy không. Đó. Nè. Đấy. Rồi. Máy quay nè. Rồi chống cái độ chạy ngược bên trái nè ha. Đó, con máy này rất là nhỏ gọn luôn. Con này nè, nằm trong lòng bàn tay luôn nha anh em. Thấy không? Nó cái cần con này hiệu Olympic của Japan luôn ha. Con này hãng Olympic. Đây. Có cái đầu bảo vệ bên ngoài luôn ha. Đó. Thấy không? Thì bộ này anh em nào lấy để cho anh em giá là bộ này 1.2 nha anh em. Bộ này 1.2, mã số bộ này là mã số 2 luôn. Đây. Cái cần đây, Ikeda. Thấy không? Cần Nissin luôn ha anh em. Nó bát là bát Fuji luôn. Đó, bộ này 1.2 ha, mã số là mã số 2. Cây này thì nó là ở trong đút ga ha. Đó. Cây này là rút nha anh em. Cây này hay loại là rút. Đó, hai khúc. Ok nha. Rồi, mã cây này là mã số 2. 1.2. Rồi, trở lên máy nha anh em. Hai cây cần xong rồi, tới máy ha. Máy hôm nay cũng máy là khá là chắc á. Rồi, máy mã số 3. Mã số 3 là một con Daiwa XS800, dòng XS này anh em biết rồi, rất là nhiều anh em tìm. Thì con này nó bị mắc cái tem trên đây ha. XS thì nó có trợ lực nha anh em. XS dòng nhỏ. Mấy con XS nhỏ thì nó con nào cũng có trợ lực hết, hình như là từ 1.000 trở xuống là nó có trợ lực. XS mà 2.000 trở lên thì nó không có trợ lực nha. Đó. Đây. À, tiếng vang còn ok. Nắp. Nắp thì quá là ngon rồi. Đây. Nè, XS800. Máy tay quay zin. Nói chung hàng zin hết, tay quay zin luôn. Núm gỗ luôn. Đây, máy quay là siêu mượt luôn nha anh em. Đây, ngoại hình thì còn khá là sáng nè. Trước xác thì cho dưới đây thôi. Đó. Đây, còn tiếng Nhật đầy đủ luôn. Ha. Thì con này anh em nào lấy để cho anh em con XS này. Giá của nó là XS800 ha anh em. Con này để cho anh em giá là 600k ha. Con này 600k thôi. Mã số con này là mã số số 3 ha, 600k. Nó tính đợi cho anh em 650 mà nó mắc cái tem rồi. Để cho anh em 600k anh em chơi thôi. Rồi, mã con này là mã số 3 ha. Con này sai, quên nói sai nữa. Thì sai con này tầm tương đương tầm 3.000 nha anh em. Con này sai tương đương là 3.000 ha. Cước số 3 vào 190m nè, anh em thấy không? Cước số 3 vào 190m nè, con này sai tương đương 3.000 cái cối nè. Cối có qua dân như là Ai Cập cổ đại. Rồi ok. Mã số 3 tới mã số 4. Đây, tới mấy con máy cổ nè, anh em chút nhanh nha. Chút nhanh thì còn nha anh em. Mấy dòng máy cổ đây. Đây một con máy cổ. Nha. Bò nè, con này là full kim loại luôn, cái cối là kim loại luôn. Con này cối cũng là kim loại luôn nha anh em. Đó. Tiếng vang nè, anh em nghe tiếng vang anh em. Đã tay không? Nhìn nghe tiếng vang không là thả tay rồi đó, thấy thích rồi đó. Đó, khi mà kéo cá lên một cái cho nó chạy thì nó nói chung là nghe tiếng vang thôi là phê rồi. Đó, máy thì đổi tay trái phải luôn nè, ha, đổi tay trái phải luôn. Hiệu của con này là hiệu dòng này dòng nội địa thôi.
một con dòng này ha. Con này là hàng em nghĩ là hàng xuất châu Âu hoặc xuất Mỹ rồi ha. Đây nó tiếng Anh không à, nó không có ghi là có ghi là mắt của Japan thôi, nhưng mà nó không có cái hãng. Con này không biết hãng gì đó, chắc đây qua quá. Con này hãng đây qua thì phải có để qua mà không có để luôn tiếng Nhật không à anh em ơi. Nó là 755H. Đây ở đây có chạy ha, chú xác ở đây. Đây anh em, cái tay gạt của mấy con máy cổ này là con nào cũng vậy ha anh em. Anh em gặt cái xong anh em bật cái tay là anh em quay cái tay là nó tự xuống nha. Nè anh em gặt xong anh em quay cái tay là tự xuống rồi nè. Đó chứ mình gặt không có được nha. Đây, gặt xuống không được ha, tự gặt không được nha, anh em bắt buộc phải quay cái này nó mới được. Máy quay thì nói chung là khỏi chê rồi, rất là một luôn, một giờ nhẹ bộ. À, mấy con máy cổ này bộ nhông nó im lắm, bộ nhông nó đồ sộ lắm. Đây con này size cũng to ha. Con này em nghĩ size chắc tầm 4-5 ngàn rồi nè. Con này size tầm 4-5 ngàn á, tại vì nó không có thông số dây nên mình không biết là nó, tại vì cái form nó cũng hơi bự, nó bằng với con máy 4-5 ngàn, mấy con máy thường á ha. Đó, đổi tay là trái phải luôn nè, tay quay còn sáng luôn nha anh em. Máy quay thì siêu một rồi. Mấy con này là mấy anh em hay đánh lấy để đi vlog á, nó mạnh lắm ha. Rồi con này anh em nào lấy để cho anh em giá là, con này để cho anh em giá là 400k thôi, con này 400k thôi, nó hơi xuất sắc thôi ha, 400k nha anh em. Mã số con này là mã số số 4 đó, mã số này tiếng vàng, nghe tiếng vàng là phê đấy không. Rồi mã số là mã số 4 nha nè, 400k. Mã số 5 đây, 567 nè. Mấy con này mới chắc nè. Đây mã số 5, đây số 5 này là con, một con là chuẩn đồ cổ luôn. Cái màu nhò của nó là nước sơn zin, nó còn hay nè, nước sơn zin nó còn bóng luôn nè. Nó là con máy màu nhò. Con này là tay quay là bên phải, bên trái nha. Con này tay quay bên trái, không có đổi tay được bên phải nha. Cái dòng này là dòng Rakia Kingfisher. Dòng Kingfisher này em không biết cái hãng nó là hãng gì, hãng nó là hãng Rakia hả? Thì Rakia thường em biết là thấy là Rakia Abu, Rakia gì đó. Thì mà không biết con này chứ không phải hãng Abu. Abu thì nó có để chữ Abu chứ. Nhưng mà dòng này em nghĩ là dòng nó xuất Mỹ hay sao này, tiếng Anh không à, xuất châu Âu á nè, để chữ Rakia nè. Rồi viết Aga Comboration gì nè, nó rồi Mac in Japan. Đó thì nó là một con hàng Japan, nhưng mà con này em nghĩ là hàng nó xuất Mỹ, xuất châu Âu gì đó. Đây. Nè, cái tay nè, cái tay còn đẹp lắm anh em. Tay quá là đẹp luôn. Nè, gặt lên. Con này nó cái gặt của nó bị dính cái gì rồi, nên nó gặt chưa được nè. Để em sửa lại cái này, là em chỉnh lại nhẹ là được ha nè. Thì nó cũng như mấy con này thôi, là anh em bật lên xong anh em quay cái tay. Con này quay nhẹ, nó quay cái tay lại tự gặp xuống à ha. Đó. Đây. Quay rất là nhẹ luôn, rất là nhẹ và một nha. Cái tiếng vàng của nó, thấy không? Tiếng vàng của nó mấy con này đã lắm. Con nào kia cũng lớn hết trơn á. Nha. Một bình sóng nha. Con này tao quay bên trái nha nè. Nó chỉ đâu tao bên trái không, đổi tay không được. Đó. Thì size của nó là size nhỏ thôi, con này size tầm khoảng cỡ 2-3 ngàn thôi. Con này size tầm 2-3 ngàn nha nè. Cỡ 2 ngàn, 2 rưỡi à, cỡ 2 rưỡi con này. Máy này còn nước sơn zin luôn, anh em nào thích đồ cổ thì sưu tầm nha. Con này em để cho anh em giá là, con này để cho anh em giá là cũng là 400k luôn nha nè. Con này còn rất là mới đó ha, 400k. Quá là đẹp. Rồi, mã số này số 5 nha, 400k. Mã số 6. Đây, mã số 6 này mới giữ nè. Mã số 6 là một con máy chạy bằng mặt đạn luôn nè ha. Barbarin luôn, một con Daiwa nha nè. Một con Daiwa. Con này là, nó là một con 8150HGL. Daiwa. Đây, ha, con này được sản xuất ở Korea nha nè. Con này được sản xuất ở Korea, được cái là form vàng. Nguyên cái form vàng luôn. Đổi tay được trái phải luôn nha ha. Đổi tay trái phải được nha. Ồ, máy quay quá nhẹ và một luôn nha nè. Cái tiếng cũng đã nữa, cái tiếng kêu cũng đã nữa, rất là đầm. Thì đặc biệt con này nó có chưa lực á, con máy nhỏ này nó có chưa lực nữa nè. Con này, mấy con này anh em kéo lóc thì nói chung là ba phê luôn, rất là mạnh nha.
À, size của nó thì tương đương tầm khoảng có 2.500 nha. Nó cũng là size form 2.500 nha anh em. Đó, mấy con máy cổ nè anh em, bữa hổm giờ chốt máy cổ mà chốt chưa được đây. Để anh em tranh thủ vô anh em lấy nha. Có trợ lực luôn đó nha. Có một cái nút thao tác là mở cổ nhanh luôn. Đây, nút thao tác mở cổ nhanh luôn ha. Đó, trợ lực cái nằm dính trong đây rồi. Đó, thao tác mở cổ nhanh. Đây tiếng vang nè. Thấy không? Máy quay siêu mượt rồi. Con này form đẹp ha. À, con này là giá là 450k nha anh em, có trợ lực nha. Đây. Anh em quạt nhẹ lên, thấy da, 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 da. Nè, anh em bật nhẹ lên là nó quay nè ha. Bật nhẹ, quay nhẹ cái là sụp à. Con này quay nhẹ cái là sụp à. Nó thấy không? Quay nhẹ thôi là tự sụp rồi nó. Máy quay quá là lầm luôn, thấy không? 450k, mã số là mã số 6 nha anh em. Rồi, mã số 7. Đây, mã số 7 là cũng là một con Daiwa nữa. Dòng này chạy cũng là bằng bật đạn luôn nha anh em. Đây, con này hàng dòng nội địa nha, không có để nước sản xuất là dòng nội địa nha anh em, Daiwa nội địa. À, một con máy cổ tiếp. Đây, con này nước sân sinh còn nha. Daiwa này 725 HGLA. Đó anh em nè, quay nhẹ cái thôi. Rồi xuống rồi. Đó. Con này quay còn dữ nữa. Chưa mực. Đây, anh em cho anh em coi cái cốt trợ lực của nó này. Ha, nhỏ xíu mà có vỏ ha, nhỏ mà có vỏ, trợ lực đầy đủ nha anh em. Đấy, đổi tay trái phải nha, mô bình sống luôn. Đấy. Nè, đổi tay trái phải mô bình sống luôn nha anh em. Thì size thì cũng tầm khoảng cỡ là 2.000. Con này size tầm khoảng cỡ là 3.000 ha, hàng gửi 3.000. Đó, cái form của nó. Form của nó cũng vừa tay lắm ha anh em. Đổi tay trái phải nha, quay nhẹ cái là đi. Nhẹ cái là đi. Nè. 2 triệu đây. Kim ru. Nè. Rồi ok nha anh em. Rồi con này anh em nào lấy để cho anh em giá, con này cũng là 450k luôn ha. Đây. Cái dây quá ok size luôn. Đó. 450k luôn, có trợ lực luôn nha anh em. Rồi, mã số là mã số 7 nha. Rồi, tới mấy con ở trên này em lên nhanh nè. Mấy con trên này em lên nhanh cho anh em. Để cho anh em xem. Rồi, tới mã số là mã số 8. Đây, mã số 8 thì một con máy là thân carbon. Có là kim loại nha, còn xá sáng nha anh em. Cái cối còn rất là đẹp luôn. Có một mớ dây dù nữa nè. Anh em về anh em lấy anh em cậu ha. Đó, mớ dây dù luôn. Đây, mô bình sống đổi tay trái phải luôn ha. Tiếng vang còn kêu nha nè, nhưng mà hơi nhỏ thôi. Đây. Một con Rirang Z 2000T, con được sản xuất ở Thái Lan nha. Đây. Được phen ở dây bằng thao luôn. Con này đặc biệt con này là chạy 4 mặt đạn lên anh em. Con này chạy tới 4 mặt đạn luôn ha. Tay quay là kim loại núm gỗ luôn. Máy thì nói chung 4 mặt đạn anh em biết rồi. Nó rất là một siêu một luôn ha. Nè. Đó, một lắm. Thấy không? Thì con này bữa nay để giá rẻ cho anh em chơi nè, 320k cho anh em chơi thôi. Mã số con này là size nó là 2.5 luôn nha anh em. Con này size 2.000 chứ. Lộn, size 2.000 ha. 320k thôi. Mã số là mã số 8 nha. Rồi, mã số 9 đây. Một con hàng sưu tầm cho anh em chơi nha. Nè, thông số của nó đây. Con Daiwa Viking nha. Daiwa Viking SS 77LB. À, LB là dòng LB là thắng tay. Hả? À. Thì đổi tay trái phải được nha anh em. Daiwa. Nó thông số đây. Cước số 8 vào 150m, cước số 6 vào 200m nha. Thì con này tính theo size, con này size 6.000. Đó, thì tất cả là stainless sled là thép không rỉ hết nha. Tay quay kim loại luôn. Đó, thắng tay đàng hoàng nha anh em. Đây, máy quay rất là mượt luôn, thắng là dính. Đó, đổi tay được trái phải luôn. Đó, thấy không? Đấy, quá là ok. Đây. Còn rất là đẹp luôn ha. Còn rất là mới luôn, có dây gì nữa nè. Con này mới lắm, mới chát luôn á. Em vừa vệ sinh lại là chân tủ luôn ha. Cái tủ chân luôn. Đấy. Viking nè, cái hiệu Viking là một chiếc thuyền nè ha. Đây. Da ben luôn anh em. Đó. Đây. Thì con này mã số là mã số 9 nha. Mã số 9 này để cho anh em giá là con số 9 này là giá hàng sưu tầm nha anh em. 850k ha.
con này 850k ha, mã số 9. Đây cái nút là nút carbon nè. Nha. Anh em quay là nó à, còn quay nữa kìa. Quá là một rồi. Quay hoài luôn. Rồi ok, con số 9 này 850k. Con số 10. Đây. Con số 10 là một con ST 1500, size tương đương là 6000 ha. ST 1500 này size 6000, cước số 6 vào 170m, cước số 5 vào 210m. Đó, còn rất là sáng luôn. Tay quay thì nó khỏi chơi luôn, sáng trưng. Đây, máy quay. Máy quay nhẹ đầm một nha. Đây, da ben luôn, size 6000. Đó. Đây. Giá của con này là 420k nha nè. Con này 420k cho anh em chơi, size 6000 luôn. Máy còn rất là sáng. Mã số là mã số 10 nha. Rồi, mã số 11. Đây, mã số 11 là một con hàng Daiwa 11, hàng xuất Mỹ đây. Daiwa 11 DX No 3. Đây USA nè. Thấy không? Mô bình sống nha. Mô bình sống đổi tay trái phải luôn. Con này là tay bay vặn nha nè. Tay bay vặn nha. Nè, thấy không? Tay bay vặn. Anh em cứ vặn vô là ok thôi. Đó. Máy thì quay là siêu một rồi. Size là size tương đương là tầm khoảng cỡ là 90.000. Thì cước số 10 vào 160m, cước số 8 vào 195. Thì con này size 8.000 anh em. Con này size 8.000 ha. Đó. Nè, phen ra dây nè. Quá là ngon luôn. Đó, size 8.000. Phơm, quá là ngon. Đây, cối đây. Đấy. Nè, tiếng giang nè. Còn tiếng giang ngon luôn ha. Đó. À. Rồi con này để cho anh em giá là 450k thôi nha. À. Máy quay siêu một luôn. Rất là một. Đấy, rồi, ok, con này mã số là mã số 11 nha. 450k. Rồi, mã số 12. Đây, mã số 12 anh em lấy nhanh thì còn đây. Một con Daiwa Spotlight ST 3000X. Đây, máy còn sáng nè. Máy còn khá là sáng nè. Ha, cái tiếng vàng của nó bị khô dầu rồi. Chắc là cái lưỡi gà nó bị khô nhớt á. Nè, nó kêu rồi ha. Nó cúp kêu cúp hồng nè, chắc bị khô nhớt rồi. Nó là em làm lại. Đây, Daiwa Spotlight ST 3000X chạy bằng mặt đạn luôn ha. Dòng này còn rất là mới nè. Siêu mới luôn. Nè, máy quay thì khỏi chê rồi. Cái tiếng đã không? Tiếng e. Hay nhiều anh em cũng thích cái tiếng này lắm. Đó, thì con này size của nó là size tương đương tầm khoảng có là 8.000 quá. Cước số 7 vào không lão nhầm. Đây, cước số 7 vào 210m, cước số 8 vào 180m nha. Con này size tương đương là 8.000 nha nè. Size 8.000, máy da ben luôn, đây qua da ben. Nào, máy đẹp quá. Đó. Nè, quá đẹp luôn. Thì con này có giá của nó là con này để cho anh em giá là 750k ha. Con này 750k nha nè. Máy rất là mắc, rất là mới luôn. Chỉ 750k thôi, mã số là mã số 12 nha nè. Rồi, mã số 13. Mã số 13 là một con Daiwa Spotlight ST 5000. Dòng này trợ lực nha nè. Dòng này có trợ lực. Đây, ST 5000 có trợ lực. Ha. Thì size tôi luôn là 10.000 ha, tiếng vang còn rất là đã ha. Đó, máy thì có hơi xuất sắc nha nè. Máy thì có xuất nhâm. Đây. Máy thì có hơi xuất nhâm nha. Đây. Đó, thì thân hình ngoại hình thì nhìn chung còn khá là sáng. Tay quay thì còn rất là đẹp rồi. Nè ha. Đó. Cối thì khỏi chê, cối sáng tưng luôn. Nè, phen ra dây còn xây luôn. Đấy, máy quay thì dòng ST anh em chơi gọi biết nha. ST nó rất là một. Nè. Thấy không? Đây. Nè. Rồi, con này anh em lấy để anh em là 800k nha anh em. Con này giá là 800k ha. Con này có trợ lực. Đó. Size 10.000 ha. Size 10.000. Trợ lực luôn, 800k. Mã số con này là mã số 13 ha. 13. Rồi mã số 14. Đây, 14 là một con máy Daiwa Sport 5000, size cũng là 10.000 luôn. Ha, mô bình sống đổi tay trái phải luôn nha anh em. Hàng này hàng xuất châu Âu luôn ha. Sport. À, máy quay siêu một luôn. Con này có khóa cối luôn ha. Con này có chế độ khóa cối. Anh em dặn về nút ốp này, hình như là cái này là mở cối được rồi nè.
Đó, cái này là bà có đồ cực gì nè. Nó đang ở cái đầu ốp. Đúng rồi, mà có được nè ha. Cái cốt trợ lực là dính dính cối nha nè, trợ lực là dính cối nha. Đây nè, trợ lực dính cối nè. Đó. Đó, đó. Con này có bấm nó có phá cối nha anh em, chỉnh về cái này on là nó phá cối, là anh em mở cái nắp ra không có được. Đó, dành cho anh em đi câu biển á, có khi anh em xả giang xả nó quá tay thì nó gớt cái nắp xuống khung biển. Đây máy rất là mượt nha, siêu mượt luôn, quay đầm và nhẹ nữa ha, trợ lực dính cối luôn. Thì con này anh em nào lấy đợi cho anh em giá, con này là con này size 10.000 luôn ha, con này giá để cho anh em giá là 650k nha anh em, con này 650k thôi. Mã số con này là mã số 14 nha. Rồi mã số 15, đây mã số 15 là một con Daiwa XX. Con này nó có là cái tay nó bị con này cái tay nó bị lai nha, lai cái tay đây qua SS 5.000 ha, size tương đương là 10.000 nó nè, khoen cái dây nè, khoen cái dây hơi có bị muối ăn xíu nha. Đó, cối thì còn rất là sáng luôn, cối còn ok ha, mô bin sống luôn, có chế độ là tắt tiếng kêu. Cái bộ trong của con này là bộ nhôm bằng thao nha, rất là tốt ha. Con này nó đang thiếu dọc, nó quay nó hơi nặng xíu nha, nha. Đó. Hơi nặng và hơi xào xíu nha, có tiếng xào xíu đó. Anh em bán giá con này rất hơi rẻ, giờ cho anh em làm lại ha, anh hoặc là anh em về gì anh em vô dầu là chơi thôi bình thường đó. Đây nha. Có tiếng kêu nè, tắt tiếng kêu nè, tắt tiếng kêu nè, chế độ 2 chiều nè. Ô, con này chế độ 2 chiều rồi. Con này cái lưỡi gà 2 triệu nó bị khô nhớt rồi, con này bị khô nhớt nha nè. Cái lưỡi gà 2 triệu của nó bị dính rồi nè, giặt 2 triệu cũng được nè. Nó để nói chung là khi mà em giao anh em là em làm cho anh em là nói chung là hoàn thiện hoàn chỉnh hết, em vô dầu mở hết. Đó. Thì con này anh em nào lấy em đỡ cho anh em giá rẻ cho anh em chơi ha. Đó, giá là giá tại vì nó không còn zin nữa. Thì giá con này em đỡ cho anh em chỉ là 650k thôi, ít ít 5.000, chỉ có 650k thôi. Ngoại hình là cái thân cũng còn đẹp lắm nè. Em cái thằng thì nó đâu có xuất sắc gì nhiều đâu nè, nó anh em thấy không, cái thằng còn đẹp lắm nè. Con này mã số của nó là mã số 15 ha, 650 thôi, giờ cho anh em làm lại anh em chơi nha anh em. Đó rồi, mã số 16 cuối cùng, một con máy là con máy cối nông, một con cối nông emblem, hàng là full carbon ha anh em, rất là nhẹ luôn, India Ben. Đây con này thì thông số của nó, đây thông số của nó cước 0.45 vào 165m, 0.4 vào 210m, cước số tương đương là cước số 8 vào 150m, cước số 7 vào 170m ha, cước số 5 vào 250m. Đó, emblem. Emblem. Cối nông nha anh em, cối nông mô bin sống nha. Này trợ lực đây ha, có cái gì trợ lực đây, emblem tiếng giang còn đã lắm. Đó, cho anh em đánh lục nè, dòng này để anh em đánh lục nè. Đó, máy quay khỏi chơi đi anh em, con này chạy tầm 3-4 mặt đạn á. Máy rất là mượt nhẹ ha, đầm không vơ lắc luôn, không vơ lắc một miếng nào luôn nha anh em, đổi tay trái phải luôn ha. Mô bin sống nó là một con là 4.500T nha. Nó size của nó là tương đương tầm khoảng cỡ là 8.000. Con này size là tầm khoảng 8.000 nha. Đó. Thì con này anh em nào lấy để cho anh em giá con này là 1.300.000 nha anh em. Con này để cho anh em giá 1.300.000 thôi. Mã số con này là mã số 16 cuối cùng. Rồi, chào anh em ha. Hẹn anh em ở clip sau nha anh em. Hẹn về rất là nhiều luôn á. Từ clip sau là có càng tay ha, càng tay em có về đó anh em. Đây em về được mười mấy cái càng tay đó, đây hàng của em còn đây. Đó. Rồi ok, chào anh em ha.